thông tin đã đưa, trong chiều nay và ngày mai, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Tổ chức Sự kiện tỉnh. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa rất quan trọng của tổ chức công đoàn và của đội ngũ công nhân viên chức lao động tỉnh Đồng Nai. Trước thêm diễn ra đại hội, phóng viên Đồng Nai Ngày Mới tiếp tục ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên địa bàn tỉnh vào tổ chức công đoàn nhiệm kỳ tới. Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 nhiệm kỳ 2023-2028 diễn ra từ chiều nay 4 tháng 10 đến hết ngày mai 5 tháng 10 năm 2023. Đây là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi, là nơi đoàn viên, cán bộ công đoàn gửi gắm niềm tin, kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều thắng lợi mới. Nhiều cán bộ đoàn viên, người lao động đều kỳ vọng đại hội sẽ bầu ra những cán bộ có tâm, có tài, tâm huyết để đưa tổ chức công đoàn ngày càng phát triển, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp trọng tâm mang tính đột phá, cải thiện chất lượng cuộc sống, đảm bảo việc làm ổn định đoàn viên, người lao động. Chúng tôi cũng mong muốn rằng là công đoàn, tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh và chăm lo tốt hơn cho đời sống của công chức, người lao động trong cơ quan chúng tôi nói chung, nói riêng và toàn thể là công đoàn viên trên địa bàn mình nói chung. Mình thấy là cái mặt bằng chung của cán bộ công chức cũng còn khó khăn, nhất là đối tượng viên chức rất là khó khăn. Thì mình cũng mong muốn rằng là các cơ quan đơn vị cũng sẽ tạo thêm nhiều cái sân chơi cho cán bộ đoàn viên và nhất là tăng thêm thu nhập và tạo cái môi trường làm việc thật là lành mạnh, môi trường làm việc sao thật thoải mái để cán bộ công chức viên chức của mình có một cái tâm thế làm việc thoải mái và thi đua thực sự là lan tỏa khắp ở các công đoàn cơ sở. Ở khối doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động và các cán bộ công đoàn mong rằng trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn trong tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy các giá trị làm được. Bên cạnh đó, tiếp tục lắng nghe tâm tư, tình cảm của đoàn viên công đoàn và của công đoàn cơ sở để phát huy lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn, công nhân lao động, tập trung huy động vận động các nguồn lực để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên. Đại hội của Liên đoàn Lao động tỉnh thì mong rằng các cấp lãnh đạo của liên đoàn mới được bổ nhiệm sẽ đồng hành với tất cả các doanh nghiệp, đồng hành với tất cả người lao động và có những cái chương trình tốt nhất để hướng tới những phát triển, hướng tới giúp cho người lao động luôn luôn làm việc trong môi trường tốt nhất và có những sáng kiến cải tiến tốt nhất đưa ra để giúp cho doanh nghiệp chúng ta có thể đạt được những lợi ích rất là tốt. Tổ chức ra nhiều cái chương trình huấn luyện rồi trực tiếp về cơ sở để huấn luyện cho công nhân rồi đưa các chuyên viên về, ví dụ như huấn luyện về an toàn, về nuôi con nhỏ hay là quyền lợi của phụ nữ rồi về bảo hiểm. Vì những cái vấn đề đấy thì công nhân vẫn còn đang chưa được hiểu biết cho nhiều. Với tôi là một đại biểu chính thức và là một cái trưởng đoàn của đoàn đại biểu công đoàn khu nghiệp với cái số lượng là chắc là đông nhất, 59 đại biểu chính thức, 3 đại biểu đương nhiên và 1 đại biểu chỉ định, là tới đoàn công đoàn khu nghiệp là tới 63 đại biểu. Thì tất cả là kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên, công nhân lao động ở các khu công nghiệp mong muốn mà tổ chức công đoàn của tỉnh Đồng Nai sẽ thực hiện tốt cái công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đặc biệt trong cái tình hình hiện nay. Vâng, thưa quý vị, Đại hội Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ 11 là sự kiện quan trọng của tổ chức công đoàn, là nơi gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động vào nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới. Và hiện thì công tác tổ chức cho đại hội đã hoàn tất những công đoạn cuối cùng, sẵn sàng cho sự kiện ý nghĩa này.